chơi phòng thi đã muốn tất cả group tất cả sắp đặt bỏ dương ở khi bạn thứ nhất chân duyên trong phòng niềm kỳ xung bê bà rô và xung an ư khăn trọng vệ sế 가정 맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. ដែលជាកម្មតិដើមនៃការបង្កើតលោកដោយបែរលើសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមចូលរួមបួងសួងបើកកម្មវិធីជាមួយខ្ញុំបងប្អូនគ្នាសូមគោរពម្ដាយថាសួរសូមគោរពម្ដាយពិតជាទីគោរពពីម្ដាយយើងបានឡំដើម្បីចូលរួមលើសេវាកម្មពេលព្រឹកដែលជាប្រពៃណីរៀបរាប់ត្រង់ហើយក៏សូមម្ដាយថាសួរម្ដាយពិតយើងចូលរួមជាមួយបងប្អូនដើម្បីផ្ដល់នូវកម្លាំងក៏ដូចជាស្មារតីការឈ្មោះទៅមុខជាពិសេសសូមធ្វើការបួងសួងដល់កិច្ចការងាររបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលាក៏ដូចជាឱកាសនេះដែលយើងបានកំពុងរៀបចំនៅកិច្ចការងារជាច្រើនជាពិសេសសិក្ខាសាលាជាតិនិងអន្តរជាតិដែលយើងបានការជើញថ្នាក់ដឹកនាំទៅចូលរួមសកម្មភាពតាមរយៈនៅកិច្ចការងារនេះយើងនឹងអាចស្ដារនៅរៀបរៀងឡើងវិញនៅកិច្ចការងាររបស់យើងក៏ដូចជានៅដំណើរការអភិវឌ្ឍចំណាប់របស់យើងដែលស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកដៃគូដែលចង់ឃើញនៅប្រទេសរបស់យើងពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពពោពេញទៅដោយការបង្រួបបង្រួមគ្នាផងដែរសូមអរគុណទាំងអស់នេះតំណាងឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបងប្អូនអរគុណសូមរីកការថ្វាយជូនពុកដែរទទួលនៃពុកដែរអាជូនបាទមេត Good morning មកសនេម Good morning លោកគ្រូអ្នកគ្រូលេងចន្ទូនជរីបងប្រានតែបានជាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅការសិក្សាក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគ្រូហាជីមីក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់យើងនៅពេលព្រឹកនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបន្ទាប់ពីយើងអាខានវិសាផ្ដើមកន្លងមកដោយសារតែលោកហាជីមីក៏រវល់កិច្ចការនេះផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរក៏សូមធ្វើការស្វាគមន៍ពួកមកសនីមក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនាពេលព្រឹកនេះបាទសូមស្វាគមន៍បាទ Good morning. Yeah, nice to see you for all. Yeah, as someone is saying now, I am really busy with my work, this and that. បាទអញ្ចឹងមួយនេះបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដូចអ្វីសមមកលើកឡើងអញ្ចឹងថាខ្ញុំក៏កំពុងតែរវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការងារយ៉ាងមមាញឹកបាទ So, still I am in Korea. បាទយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងAnd then, let's see if we're okay anyway first. បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តប្រធានបទបង្ហាញរបស់យើងព្រឹកនេះទៀតបាទ Okay, a little bit continue for the last Friday, last Wednesday, last week content. បាទអញ្ចឹងយើងបន្តប្រធានបទរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅទៀត The title is the earthly life and spirit world. បាទចំណងជើងគឺជីវិតនៅលើភពផែនដីនិងជីវិតនៅក្នុងពិភពវិញ្ញាណ The where good and evil are determined. បាទgood and evil are not determined in your thoughts. Rather, good and evil are determined through your life. Heaven and earth are determined not through the world of your thoughts, but on the stage of yourself. This is important. When you get on the streetcar and take a look at the people around you, you should be able to tell at a glance with all which of them is in a bad mood and which in a good mood. These in a bad mood have less spiritual power than others, but those in a good mood are elevated above the others. If there is a person who has a spiritual experiences,
You should be able to discern that immediately. You should be able to know at a glance who such people are. Even animals know whether they will live or die. How then can people who are the lords of all creation live without knowing about their own lives? We become ignorant because we are engrossed in self-interest and selfish desire and turn our backs away from God. But once we come to live together with God, we will know and understand. Bà chúng ta lo nè, có trong ban cầm nót cái lại nè. Bà chúng lo nè, có mình trong ban cầm nót nó không cầm đất rồi bỏ nè tùy tôi vĩnh lo nè, có trong ban cầm nót không chịu rồi bỏ nè. Than su nâng than là ruộng trong ban cầm nót mình bên ta mình dạ mình phục cầm đất rồi bỏ nè. Tại nơi lơ đầm nặng ca nơi chịu rồi bỏ nè này. Nếu chi ca sẵn khăn nơi quê nè chỉ làm tạm đọc lâu hơi mười một đôi chung một luôn nè cô thì ai prap ban một lệ thả bộ kê mùi ná miên à rộng một lõ nâng mùi ná mình miên à rộng lõ nè đầy miên à rộng một lõ miên cầm lăng khang vị miên tách chương nè đặt tầy và tái nè đầy miên à rộng lõ trâu ban lược lãng lược nè đặt tầy và sân bà miên một đôi nè đầy miên bọt vị sáu khang vị miên nè cô thì ai vô bàn phim phim nè cô thì ai đăng một lễ thá lúc bài viết chỉ nè xong bay tài sát có đăng đáy thá viên nâng ruột bị sập được chứ này ta mới nói đây chỉ mà cha nay ca bằng ca tiếng o ai cái ruột đời mình đăng vì chỉ vật rồi bỏ luôn đời bị nè dương khai chưa mà lúc tạo vị trí đây xa dương cho rồi vô nâng đo và dọc dọc luôn nâng bồng non bật nè atma này dùng thấy bài khi nó chính vì bệnh vận tải nó phê đại dương một rô nơi chung mùi bệnh nó dương nâng đấng dương nâng dương. In order to know that what kind of the spiritual level that person have or not. Bà chắc là bây cầm rốt đăng tha ta bộ cô lúc nâng còn miền nâu smart đây cầm rốt còn na rư cầm mình miền lúc tư tha dương phát phần qua. So how can we know which level of the spiritual level that person has? Bà chắc tha dù tha ta dương ai cầm rốt xung qua tha ta bộ cô lúc còn miền tha tha nhiên smart đây rư cầm cầm rốt này smart đây bọc quạt nâng miền bọc quạt nà ta dương ai đăng đòi được biệt nà. According to the true parents, in order to know who, that person's spiritual level, that you attend that person, then you will know what kind of spiritual level that person has. Bà chẳng đợi phải từ lưu của phục true parent và bạn được xa thà rằng bây trong đăng thà ta bậc cô lắng còn nhìn nơi mà ở đây vì nhiên cầm rất còn ná cứ dân trâu về từ châu ruộng chủ ngôi của quạt bà chẳng dư là hạch đăng ngọc phí mà ở đây này của quạt thà quạt nơi cầm rất ná là well còn ná. That person is like a Cain type or Abel type. In order to know that, you attend that person, and then you will know. Và chúng bậc cô cấp rút tay để miên prophet cái hào prophet Cain nên prophet Abel. Chúng nó bên nào để dương tại châu rùm chủ mùi phụ quát dương là ách đăng prophet này phụ quát thả chi mà rút bạn ná, cầm nọt qua bạn ná. And then through have the experience that the how that the heavenly parents start think about that person, then we will know what kind of person he is. Và chẳng đợi bài từ lời through parents nó bên nào để dương tại châu rùm chủ mùi phụ quát dương là đăng tha phụ quát nó chia mà rút bạn ná. I really tell you, this one is really important. Bà chắc chung nâng prap đẹp tạo ọc đề thà rưu rí viên sụp khánh à. So, for example, like you approach to the excellency in the Bonte Minche, and then in order to know that person is righteous person or not, you attend that person and you will know. Bà, ưu đó thà dương thua ca từ vẽ từ đâu chủ môi nâng thân nặng được nom không thông ai đó được chuyển tiêu ấy là nâu của ti minh chay như thế chứ là bây chẳng đánh cho ta dương trâu tay để cho luôn chủ môi của quạt đó mà dương đánh tha phụ quạt nó chìm rút bạc na bạc này chẳng hạn.
Like the in here, the two parents is talking about animal. That animal already know that when they will die. Và đôi chuyện đầu tiên này thì dương lực lang tại vậy ông bị sạt chứ dương ai score ông bị sạt nó bị nào để sạt slap. For example, the elephant, that when the elephant fear, I will die soon, that elephant will come out from the group and go to the place alone, the place to die. Ủa thì họ là sát đầm rầy. Chẳng đâu phê mũi bà sân chỉ sát đầm rầy vì đăng thà vì chết sạp hỏi. Vì nâng đau chơi vì vô mà. Vì tàu chẳng ái hay vì sạp tại anh ta một đồ. And then, like that way, even the elephant know when he or she will die, and then why human being don't know? Bà chẳng nhưng đăng hay à. Xong bây sạp đầm rầy vì đăng thà vì nâng chết sạp à. Chó. For human being is when we are attending to the others or serving to the others or sacrifice to the other, then we'll know that person's spiritual level. Bà chân xâm rạp dưới nó pina nà đầy dưỡng châu ru bùm ra châu ru dùng môi bậc cô luôn vô chặt tục đạ lẽ hạt bông xâm rạp bậc cô luôn dưới nàng ách đăng ở phi cùng rất nấy xâm rạp đây vì dưới rồi bỏ vô hoạt. For example, when we go to grow, climb up to the mountain, and then when we go to the top of the mountain, and we can see the scenery behind, like scenery below. Bà ưu tờ là nó phê na đại dương lãng từ lơ cục phu mùi cục tớ dương là ách mơ khơi rút phiếp tốt tập phiếp rút đến đâu kháng cọng dạng bà. But if there is a mountain higher than the mountain I am, and then without climbing up that mountain and don't know about that scenery behind. Bà ta bà xanh là dương lãng phu mùi nâng như anh mới khơi khang khổ mình và ta làm sao nhìn biên phun môi tiêu cũ chưa ngạc phun ông dưa của phong chó đó dương thở ơt mơ mình thấy dương mơ ật khơi như thà vì miên ấy là để ra vì phun chiến phun ông dưa của phong cả chó đó. So why that without upgraded my spiritual level, and we cannot know how what kind what spiritual level the other person have. Bà chân bà sân chỉ dương mình prom thưa cá độc khách này phần này smart đây lưng nguyên bao dương thế dưới mình ai đăng làm pi này smart đây lần như là bọn đã được tay bà lại So that's why the more we live for the sake of others, the more we serve for the sake of others, the more we are attending to the others, then we will know that person's spiritual level. bà chắc nó pina đại dương vô chất tục đại chỉ môi bộc cô đại cô bây giờ càng đại khang dừng lẽ bong ở qua càng đại khang dừng thay toàn qua càng khang dừng là ai đăng làm pi này cầm rắt rồi bao bộc cô lần. And then when we try making the effort to know that person, and then we like automatically that the heart will come out that we want to know that person. Bà chân đọc pina đại dương dù chất tụng đã thay toam cho rùi rùi bố quát dương dương lộ pi tực chất bỏ quát bà. And then when the more that we are attending to that person, and then we will know our spiritual level will grow up. Bà chân nó phê na đại dương châu rùm chùm mùi nâng bậc cô đại cụ bò dương chân áp này xa rây bò dương còn miên là ca đi chìm ra được chân. The reason why we not really don't know the about other person because we are thinking only myself. Bà chân hạt phò là dương mình ban kết ông pi nẹ đợt tế để sao thì dương kết tập bị khuôn ảnh. And because always we are live centering on ourselves, so that's why we don't know about the other family. Bà đại sao tại rõ thằng ấy dương từ ở khnế dương cứ tại ruột đại phải từ lư cắt luôn ai đi để cho hai dương mình ban kết ông pi không cruza này đặt tay đi. And the more we understand, the more we are attending to the other, then we can see that person. Bà chân trong ban đây tha cao na dương châu ruộng chùm môi nâng bậc cô lắm bậc cô xây tiền đó chứ là ai đang làm phim một câu xây tiền này. When you work hard witnessing and raising fund, why do people persecute and accuse you?
It is to help you and find heart that you are lacking. It is to help you find love. It is to help you becoming people who can love others. Without undergoing such a course of training, you cannot become a heavenly people, no matter how much you try. In other words, you should find love greater than that in Satan's world. Otherwise, you cannot go to the heavenly kingdom. Only those who become people of love can go to the kingdom of heaven. At that time, God will be the Lord of judgment. Jesus will be the Lord of judgment, and I will be the Lord of judgment. Therefore, you need to practice love. This is the task we face. It is a task to command issue in accordance with God's law. Ba chang ngơ pe ne khom prang prai phu ka tieng ko nung pramol thavika hai rvai munu biet bien nung chaot prakan ne vie ku dambei chuay neak svai rok duong chat dael neak kompong khvak khat vie ku dambei chuay neak đại xoay rộng sẽ đầy sẵn lạnh vì cứ đầm bây chúi nhé ai khai chung lúc đại ác sẵn lạnh đại đất tỷ bà khu miên cao và đông vật đào bài biểu tế nhé mình ai khai chung lúc đại tham su bàn tỷ thứ bây chìa nhé phì diệm phần nà cả đời giang tiết nhé tu tài rộng khơi sẽ đầy sẵn lạnh đại thông chuyên lục nông bụi thực lúc rộng bọc sẵn tăng bà mà đôi chân tế nhé mình ai tư chìa riêng tiên là chạm tham su bàn tỷ miễn tài nét đại khai chia lúc nơi sẽ đây phải lắng của nó đại ai tự căn vị chia là trạng thẳng sủ nó về lúc ra nâng chia ra ông cha nơi ca chủng nông chủng ra ra Giêsu nâng chia ra ông cha nơi ca chủng nông chủng ra hỏi trong nâng vừa chia ra ông cha nơi ca chủng nông chủng ra vì cho nên nét đầu ăn ở quá sẽ đây phải lắng đích cư chia cách ca đại dương và châu mục vì cứ chỉ cái cá nâng bắt bệnh chia đã trên đói ăn đồ lòng làm cho bắp của bọc. So now I really would like to tell you that why we need to do for the fundraising and witnessing. Và trên cái lâu đích xong nâng trong prap đèn ọc thì thả hãy đáy bàn như trong bạch phơ ca tiên cô nư rư có xoay rộp nâu thạ vi ca. So our life of faith is we set on the life of faith on the basis of the we set the foundation of faith on the base on the foundation of faith is standing as a foundation of substance and finally can stand as a foundation of heart. Bà chứ người ta dương chỉ vật bao nhiêu từ dương ban riệp chom ở biên đâu chỉ vật để chúng đưa để bày riệp chom mùn than ở biên đâu chỉ vật có đôi chỉ ca cho ru mới đủ chặt. And then a foundation of faith is lay on the foundation that we can between the heavenly parent and myself. Bà chỉ cái thà mùa lụt than này chúng đứa cứ vừa lo của viên true parent hay là crew của bọn dương. Actually, this is the fundraising is a really good training to lay on the foundation of faith. Bà chân ca fundraising cứ vừa lo mệt tên vì ca bắt đầu ra lo mệt tên là mấy và ca bắt đầu tháng để dùng được because we are focusing we are doing that not for the sake of the others but sake of heavenly parent vì bắt đầu dương thôi đấy mình men đầm bay tròn tài lẽ bằng một gói chui nè tài tề và cái vì ai chui từ can phụng đại tham su bàn thành tiền. About this actually I have the many things that I can talk. Bà chẳng ông Pi Rưu Nít trong biên rưu dịch ra đại chung ai được dây bà. But let's like that. Tại nhìn qua là trong pháp truh truh và năng thế. And then witnessing is the activity to lay on the foundation of substance. Bà chẳng ca kiên cố nó như từ chiều mưu lượt than rụp thiệt. So what I would like to say is without not clear about the purpose where we go and we doing the witnessing or where we doing the activity, no meaning. Bà chẳng nhưng trong pháp tha prasana chỉ dương mình biên nó cô ổng non cô đau chú bà loa tế à quay để dương kiên cô à quay để dương thua nó cứ vi ọt miên này vậy thì
So what is a witnessing? Witnessing is the activity to tell the heavenly parent love to that person. Và chắc là vậy chỉ ca witnessing ca kiện cụ cứ chỉ ca prap bậc cô lắm tất cả là phụng đại thần xuống. So through love, giving the heavenly love to that person, and then we lay on the foundation of heart. Và chúng ta ca kiên cố rồi chỉ ca chơi cho tục lại chỉ mới đồng một cô lúc lúc cứ chỉ ca từ tu ban từ chật một qua cứ chỉ ca thì ca tất cả là phụng đại. Yeah, somehow in this point that we are planning for the on June for the Pak Chong workshop, and then for the Chiang Mai workshop, and then Korean workshop, and then October, and then August for the Battambang workshop. I think very good. Bà chẳng ngờ cầm lòng phê ní cứ dương ban liếp chom nâu sạc khá sạc lá nâu Pak Chong của đối chí sạc khá sạc lá nâu Chiang Mai của đối chí nâu của Tây Korea bà chẳng biết lõ làm sao mà tên. And then, so this, and then also we are talking about the Seha and like that. Very good. Và hai dương bàn dây cho tôi không phi say ha mùi lực rù lo mà tỉnh. Because this is the foundation to lay on our foundation of heart in Battambang in Bonte Minche like that. Và cái vấn đề cứ chỉ mỗi lực hàng đại dương tôi thể riêng chọn nơi Battambang nơi Bonte Minche. Maybe as you know already, yesterday I got the memo that I become I got the new mission. Bà chẳng phải chỉ đẹp đó khi mà chỉ muốn đăng ai vì là nghị bánh cái bàn tranh lịch khẩn plau ca đo tuần thì ti thay mây cái đôi chia bách cả cam thay mây ở khiếm. Now my responsibility is not only for the whole Asia Pacific, but also including Taiwan and Japan. Lời này cứ vì sao lập hiệp này đang mà ta cách thơ ca bọc giống mình bên trong tài nâu của nó là gì Pacific ấy. Cái thêm tiếng ở khiếm ai lũ đáy tập cách ca nghe được không bởi tế Japan hay nâng bởi tế Taiwan thêm thiệt. And so yesterday I have some talk with the true mother secretary, that maybe you know that lady, Mrs. McDavid. Khiêm ban miền nọ ca ban chụp chơi kia chụp mui đang lấy cáp to là robot nẹt mà đài muốn là chỉ để đọc đi score qua đấy nẹt thấy. And then also she was a little bit saying about she gave some direction to me. Bà nẹt say đang quạt ban bắt đầu từ cách trang gì ở sống. But she is saying like everything is starting. All of a sudden, her mother is saying, by the way, where is the Hajime Saito in Cambodia? I saw him, I met him in Cambodia. Và chẳng tỏ bó cứ thà nè bà đài môn và quạt bàn vậy thà chở lỗ bắt lỗ hai chuẩn bị say tổ tổ nè quạt thư cây ca nghe nó không có tê Campuchia không lọp chụp lỗ say tổ nó không có tê Campuchia. So as a structure is actually, true mother was saying that now structure in UPF is Honorable Ignat Dakao is a chairman. Bà, à lâu ní kì riêng trong rạch chân à xâm phoan, rù rơ rạch chân à xâm phoan thầm ấy. Ai ở đồng Ignat, Cốt Bật Thiên, ông ca UPF. But the true mother is more focusing him in Nepal. Bà, phần tay, niệm đài muốn có bán đặng cách ca nghi oi lục ai đập bịch đạn đó tha và thiên du vẽ hà si và như vậy những mấy bàn tay oi đau tay và tên Nepal này. The true mother gave the blessing to Honorable Ignat Dakao to be the prime minister. Hãy nhập đài muốn quật trong oi ai đâm ích đạn nắng thấu tài khai từ chiên dụ rập vận trái nâng tên Nepal. So that's why he will be busy as a prime minister, so those things Hajime need to support. Bà chẳng đẹp đai muốn quật đo cô chơi thà ai ai đạp ạch đạn á thầu thầy khai chi là dư rõt một trái ai chẳng ai quật đồ vô chùm mùi cách ca nghe đi rõ thầy bà lần hay lúc hai chỉ bị sai tốt trâu tay chui con trô đồng nào ca ai đạp ạch nát đồng bây ai khai chi là dư rõt một trái. And then for the other financial support, this kind of thing, Japan will do. So that's why for Japan, UPF chairman become the co-chair for Asia Pacific.
bà chẳng là cái tay tăng bên gom cho con mũi tiết ở khai chế giả hạ và thiên như vậy ấy nâu à gì bà sẽ phải thấy chạy tôm rương lôi cạn là bây chui con trâu ai đam mình nát đầm la ra cái trang như ra thà bác cứ lột cho con để mê được non như vậy thay chuyển nhận chui con trâu. But another purpose, my mission becoming including Japan and Taiwan, is the also saying that Dr. Otsuka, this is the new chairman, Dr. Otsuka and Reverend Hori and Hajime, three of them need to unite to support for to solve the Japan situation. Bà chẳng là lâu đấy cái ao đi luôn hay bị chui cây ca ghê không có tiền Japan hay nâng tài vàng chẳng cứ miên mê đừng lo mấy giả hạ và thiên như ghét mấy để bê chúa lục bẩn đất hồ cá ai lục hồ rí hay nâng lục hay bị say tội dương nắng bày nhẹ quá nắng thở tờ ruông cái đấy hay chui đọc ra cây ca ghê bị bạc tiền lai tiền phuông đâu không có tiền Japan. So, in this point, I will be very busy. Chẳng chồng nói đi chẳng trong cái tập trong robot khăn nha bà. Now, the very urgently, I need to go to Japan. Chẳng chắp chắp liêm đi trong tàu để họ tàu của tây Japan. I am thinking like now, today I go to Japan and then coming back and then go to Pakistan. Trong ai chẳng ngờ bây giờ làm ra ngày nay họ tàu Japan bây giờ làm ao với họ tàu bạc trong của tây Thái. If do so, I want to go together with Reverend Hori, but he didn't pick up the phone, so that's why. Bà Still, chân I couldn't decide what I do. chồng chồng chơi lục thiên hồ ri hỏi từ thầy đây và tay tê rồi con đã lưu tu sắp rồi chẳng ai nhung thực ra thằng ra chỉ giờ toàn mang xuống rồi đâu But anyway, what I really want to say to all of you is, Hundokke, I will continue. chân ở đây chồng chồng thì vậy thì càng đẹp đó khi tha mau quay prất hay là hôn được thê và càng quay prất ít chồng nó để bật to thôi cho vui đẹp đó thì Also, for the last time, was last night talking about take the responsible for the people. So at least for all of you, I will take responsible. bà chân nó không bê đi ban giấy cái ta trâu tại bia tụi mua kho trâu chỉ mua nâng nu chỉ mua nâng công ra nghề chấm giống có đôi khi nhưng đâu ra tụi bia tụi mua kho trâu chỉ mua đẹp nó đi là đài And then for the Pak Chon, Chiang Mai. The go ahead. bà chân sắp ra là dương để bán chrome túc tạc trong chiếc máy nó cứ nâu tại bà to rồi. But the like so far that all of you are real everything rely on me. Bà chân chỉ dung hai trục dáng cứ là thưa đó ai ta lơ chồng For example, like planning this kind of thing, now a little bit I really want you to take the ownership. bà chân là lâu cái ca ghi tiền lai thằng cu nó nhưng trong rồi trong ca ghi bà dương thì tôi một chút thưa khuôn anh chị chặt. Because I really don't think I can be there as a full schedule. Thì vô trong mình kết tha trong ai chừng này phê nó thì nó quên cái cộng đồng phê giật tha là nó phạt trong nick ngày đồng và ai phải phi đấy. So first of all, that tomorrow let's organize the meeting. Bà cho ngày trái đi riêng trong cách của chung mối. And then exactly little bit the name list should come out who will go. Bà cho người ta như tao tại miền bà chi chung mối chạy lệnh tha nẹ na nẹ tư phạt bà. And then the which person will be the which room, this kind of thing also need to come out. Bà chân bà cô la đi bà tục này na thờ thờ miên họ hỏi hỏi Because these people are the VIP actually. bà phải group bộ quát tàu viện đi VIP tầng ở bà cho ta ai đau lưu cũng tiêu Without this kind of the room making this kind of thing come out, the budget cannot come out. bà chân bà ta ra chỉ ở bên kia chung mua miền bà tục ấy chanh mà thế bà thạm bị cá gọt toàn màu này And then also the if do so, I think many some all hand hand as a many part that you need to do some lecture. bà trong một sân là chỉ ai thư rúi lực cru rồi lực cru hên rồi rồi ai
này là vui này thực hiện là bọt mê riêng mà dừng. But for example, what I am thinking is 18 starts for first day is just arrival and some orientation. Maybe opening can do on 18. Bà chân người ta gọi là tận đó liếm cái dân ai tôi ca và để thả cái của con ai giờ nay non tru tru và hay cầm thịt bao giờ ca giờ lá ai hay vẫn to. And then for the first day and second day, focus for the education. Ngày thì mua ngày thì phí dân bắt đầu từ lừa cạo cũng. Before jumping into the airplane, I will written down some idea. Và trong một phiên xem tờ vừa liên duyên hóc xem đừng giờ xe đó chỉ cần đất trục trục And then maybe this you really want to make some sightseeing schedule for them, I guess. và trong những đơn hai thà đẹp ở nếu bạn đặt ra một khi ở một quận ba lên gặp sang thì thành chân So third day, maybe third day morning or afternoon, you can make it. chẳng ai thì bấy về bất cứ quyền viết nhưng ai thua bạn. So this kind of thing also, like you be quiet and then very difficult to set up the schedule, the budget and schedule. Bà chân chúng nói đi nè đó kia ngặt ở chân ở bên trong cũng từ chân của bạn là ca đi trong lôi thải ca lên tề And then for the final day, go back. Closing and go back. ngày trong cõi cầm thịt bất hay từ lọc mà không ai vậy. So may according to this also I am thinking like where when I go like that. Bà chân đợi bài từ lư cà phê nick trong của phòng này riro mưa thao tao xem cô tư về là So the flow is like this. và chân đậm nặng cao với người bạn này. So that's why anyway that so far like transportation and like what to do for the room making and then all this kind of thing. Yeah, please start to work. And actually I need to come out by tomorrow. Bà chẳng vừa chi chung mua sợi dây cổ bạc giang riêng trong ca sản của rộng thảo ca mà ấy của man transport thế giới đấy ở hướng đó là không hay xài Because already 12 today. nghe đấy tì đập bây giờ à. Yeah, like this. So anyway, what I want to say is I will work like micro home. Bà chân một thời điểm quạt mình thui cá đôi là đôi chọc rõ đoàn Well, like I will work like Taliban. rồi những thứ cá bị nợ tài văn nhưng mà Now I am the leader with the big foundation. bà chân nhìn dây mà mắt thua là lâu quạt lang tu là ti căn để phụ hai bà lang căn cục còn đọc xong mà chỉ hiên phải đây à chẳng hay cứ tha nè đó không ai đừng dùng cái trang nghề này chẳng gì mình ai thà đôi sọc rồi đong của mà đây mà And then from now on, I really don't know what is going on. bà hay vì phê đi tới không con mình đăng thảo về miên rương ấy ca láng việt đấy Because already the some story come out to go to Malaysia or go to Hong Kong like that. thì pro miên rương khác vì thử tại tôi mỗi Malaysia mỗi Hong Kong chẳng những thử chặt chay trong anh học đại. But the important point is the also we are working in the field. Và chân ở vậy là thực hành với ta dưới thờ thứ ta là không mua lượt And then without making the model. Cannot. hàng và chân ở thân là dưới mình ban thưa ca chia cùng ru kê thế cứ vì ai tao rui đây And then still I am thinking the model should be in Battambang. chân trong cơ tha cùng ru kê cứ cuối tại tranh thì khách bắt đầu bỏ một về Yeah, now actually 7:40 in this time I need to go out. bà chân mong bơ xa thập tí đi chân trâu tài chân học hào đi đấy So anyway, within today, I will send the link for the tomorrow meeting and the some idea. chân ngày xa trong đường nhà chu nâu liên tục chung bật buổi công ca nghe nhưng tí không hẳn đi And then also please that's why for somehow this morning hundoke time is really important. và trên cái khóa à, à phê cam thi dân phê bật đi cứ dùng khánh hả bà
Even some members, like those who will go to Korea or Pakistan or even Chiang Mai, yeah, please let them to come for the Hundokke. Really need to Bà educate them. chẳng biết để tìm khuôn tư sạc khá là nó tập trong nó chiên may nó ấy đấy là bà thân ai ở bộ quạt thở từ châu luôn ta một khi về bật đi vì vô vô sầm khăn là bà Okay, like this. Sorry, I need to go out. chẳng ở hai bà cùng trâu trình thực cao là đi bà cảm ơn Okay, thank you very much. Just bà cảm someone ơn cha mà else, bonsoir, and then chop. Have a good day. bà chẳng ngày nay dừng bà chạy đấy thế sao còn nhập làm gì hóa chân sông thư cá bù xuống bật bật chọc càng thì tèm đo mà và chân là sông chơi lực rú chui buông xuống bật chọc càng thi muối lực rú Bà nhân dùng trường dùng vốn mà tôi trời bé rồi cũng là thằng xưa nó cũng đã tất sống bỏ quân cho phù hợp với lì tổng đi để chịu phải đi bình luật và một bài tất để như bài gặp lâm chung chung người là trại đông non là cô xa xoay được kiếp và chụp nói gì ca bây tôi nâu ca chung bình dân chất tôi đến chìa đo nâu đối lang thảo của lực lượng ca dù căn thể số 3 ông pin can vuốt là can đồng tâm là can xin xin chúng tôi được kích can như mà cũng lại bật sầm thập chỉ là cũng đang thao bôi mũi là cả trim là với thôi cả thì bọn mình trong tài trong năm bọn này chụp để làm chiếc bàn tay ri chụp can cứ pin phục lục sầm mọc hơn sầm mọi tầm na với cả camera bọn lại đồng loạt và dương được rồi, tụi bạn đang vật thêm một số nàng đó, một số bạn bạn đang chụp chén, còn nói đi nàng lại nào ngon, bao giờ xây sự cái gì càng còn nhiều trong một thêm ý này, tôi sao tôi cảm thấy có chạy à chứ, True. ok, Okay, thank you tôi very much. Okay, see you. chưa,